Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của game này nó yêu cầu là các bạn phải tìm 4 cái đồ vật nha các bạn. Thì 4 cái đồ vật đó, mỗi đồ vật nó có 25 cái. Các bạn đi tìm quanh cái map này nha các bạn. Các bạn tìm đủ 4 cái đồ vật đó thì các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm thôi nha các bạn. Nói chung nhiệm vụ game này khá là easy, nên các bạn mà xem được video này là các bạn vào lấy liền nha các bạn. Nhiệm vụ khá dễ, nên là có nghĩa là nó sẽ tụt rất là nhanh đấy nha các bạn.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.